Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ và nụt sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này. Ok chưa nào? Quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay, sứ mệnh của bạn là gì? Thì hôm trước mình đã làm về chủ đề là kiếp trước bạn là ai, thì sứ mệnh và kiếp trước của bạn thường là có kết nối với nhau. Thế nên các bạn hãy xem lại video đó, video kiếp trước bạn là ai. Nếu mà bạn chưa xem thì nên xem, hoặc là xem lại nếu mà bạn đã quên mất tụ của mình chọn, và sau đó hãy nghe video này nhé. Như thường lệ có 3 tụ trong ngày hôm nay, và mình sử dụng 3 cái phong bao lì xì khác nhau. Tụ số 1 là Tết Tài Lộc, tụ số 2 là Tết An Khang, và tụ số 3 là Tết Phú Quý. Rồi mình nhắc lại tụ số 1, tụ số 2 và tụ số 3 cho câu hỏi sứ mệnh của bạn là gì, hoặc nói đầy đủ ra là sứ mệnh của bạn trong cuộc đời này là gì. Ok. Rồi, bây giờ mình xin phép được vào với tụ đầu tiên nhá. Xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn bao lì xì Tết Tài Lộc, và đây là trải bài của các bạn cho câu hỏi sứ mệnh của bạn là gì. Trong trải bài này mình sử dụng hai bộ bài, đó là bộ Oracle bài cây và bộ bài Tarot. Mình sẽ giải thích bộ bài cây sau. Còn về bộ Tarot thì chúng mình có 4 lá, có 2 kiếm. Các bạn có rất là nhiều kiếm và nhiều gậy. Các bạn 2 kiếm này, 5 kiếm. Các bạn có 7 gậy, ok. Và các bạn có Knave of Wand, ok. Cậu bé gậy, cái này mình gọi là cậu bé gậy. Thì trước hết nhá, mình thấy sứ mệnh của các bạn trong kiếp này là các bạn chiến đấu. Các bạn phải chiến đấu thôi, mình thấy nhá. Nói thẳng ra thì kiếp này, cuộc đời này, có thể bây giờ các bạn vẫn còn trẻ nên là các bạn chưa nhận ra hết. Nhưng mình thật sự nghĩ là các bạn có rất là nhiều, cuộc đời của các bạn có rất là nhiều biến cố, thăng trầm. Nếu so sánh với những cái người cùng tuổi khác xung quanh bạn thì mình thấy là bạn có nhiều biến cố và thăng trầm hơn họ. Ok, nhưng mà cái biến cố và thăng trầm này á, nó lại không đến từ, nó không hẳn là đến từ như kiểu là ngoại cảnh, ngoại biến, mà nó đến từ bản thân bạn nhiều hơn. Bạn lo lắng và bạn cả nghĩ hơn người bình thường. Mình thấy tụ này mà liên kết với cái tụ rất có cái năng lượng rất là giống cái tụ mà con sói cô độc, tụ số 3 thì phải, trong cái bộ, trong cái trải bài kiếp trước bạn là ai. Tụ này cũng có cái gì đấy rất là cô độc. Ok. Sứ mệnh của bạn là phải, đúng rồi, phải chiến đấu, có nghĩa là phải chiến đấu. Nói thế nào để cho nó dễ nghe hơn, là nếu cả đời chiến đấu thì hơi mệt đúng không nào. Mình cảm thấy nhá, cái thứ mà bạn giỏi ấy, đó là bạn rất là giỏi, bạn rất là tỉ mỉ. Ok, bạn rất là tỉ mỉ, bạn rất là chi tiết, nghĩa là bạn là một cái người kiểu như là theo chủ nghĩa hoàn hảo. Thế nên nếu mà ai đó giao cho bạn một cái nhiệm vụ nào đó thì bạn sẽ dễ dàng hoàn thành nó. Bạn dễ dàng hoàn thành nó bởi vì bạn có sự tự giác, bạn có trách nhiệm cao, bạn có khả năng hoàn thành những công việc mang tính tỉ mỉ cao. Đặc biệt là những công việc mà nó mang tính, nó mang tính kiểu làm một mình ấy, bạn thì phù hợp làm một mình hay là làm theo nhóm. Làm một mình, hưởng một mình, bạn có xu hướng như thế. Bạn, thật ra bạn thế là tốt, bạn là phát huy, bạn là tỏa sáng khi mà bạn làm một mình. Còn nếu mà bạn làm theo nhóm là bạn sẽ bị lu mờ, hoặc là bạn sẽ bị người ta cướp công. Mình cũng không ngạc nhiên nếu mà đã có những cái ngày tháng, những cái trường hợp mà bạn làm theo nhóm, bạn là cân tim, người ta gọi là cân tim, và bạn làm hết tất cả từ A đến Z bởi vì bạn theo chủ nghĩa hoàn hảo. Bạn cầu toàn, thành ra là bạn bị thiệt. Nếu làm theo nhóm với cái tính cách này mà bạn làm với những người không tính cách khác bạn thì bạn bị thiệt là điều bình thường. Mình không ngạc nhiên. Đấy là điểm, đó là con dao hai lưỡi. Tính cách này là con dao hai lưỡi ở bạn. Nó vừa là điểm mạnh nhưng cũng là vừa là điểm yếu, tùy thuộc vào các tình huống khác nhau.
Mình còn thấy ở đây đó là bạn, thật ra bạn cũng có xu hướng thích ở một mình. Thậm chí là đôi khi bạn cố tình tỏ ra ghét bỏ người khác chỉ để muốn ở một mình. Ừ. Sứ mệnh của bạn đúng không nào? Sứ mệnh của bạn đó là đến với cái thế giới này để đem đến cái tính cách, cái sự trách nhiệm của mình, trách nhiệm cao, cái sự tự giác khiến cho người ta thấy là bạn có thể làm việc tốt như thế nào. Mình cảm thấy nhá, tuy bạn thích ở một mình nhưng mình thật cảm thấy là sớm hay muộn thì cái sứ mệnh của bạn, cái con đường mà bạn đi cũng bắt buộc bạn phải đi theo ánh sáng. Nghĩa là làm sao, có thể trước đây bạn thích đứng trong cánh gà, bạn không thích tỏa sáng, bạn thích làm việc kiểu sau trong bóng tối á, bạn cũng không thích bản thân mình muốn được ghi ghi danh. Nhưng mà mình nghĩ cái này là sứ mệnh rồi, số phận rồi, sớm hay muộn thì người ta cũng nhận ra tài năng của bạn, người ta cũng nhận ra là cái khả năng, cái sự chăm chỉ, cái nỗ lực của bạn. Kể cả bạn có không thích đi nữa thì bạn sẽ có ít nhất một lần trong đời bạn sẽ đứng lên bục vinh quang, bạn tỏa sáng, bởi vì mình thấy là bạn xứng đáng. Một trong những cái sứ mệnh nữa của bạn đó là bạn phải thể hiện cái sự tự tin của mình, bạn có năng lực, bạn có tài năng, bạn 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 nỗ lực và bạn biết học hỏi, bạn rất là khiêm tốn. Tại sao bạn cứ núp bóng sau lưng người khác mãi như thế? Sứ mệnh của bạn là bước ra khỏi bóng tối, ok nào, cho người ta thấy, cho người đời thấy là bạn giỏi như thế nào, bạn có năng lực ra làm sao, bạn là một chiến binh, bạn thể chiến đấu, không có bài toán nào là quá hóc búa đối với bạn, bạn sẽ tìm ra được cách giải quyết, ok. Bạn phải tự tin hơn, bạn phải cho thế giới bên ngoài thấy bạn là ai, cho thế giới bên ngoài thấy cái vẻ đẹp bên trong bạn. Bạn có rất là nhiều tài năng, bạn cần phải show ra, mọi người cần phải biết đến bạn, ok. Đừng có trốn mãi trong bóng tối như thế. Ok, vậy là sứ mệnh của các bạn đó, khiến cho người khác biết đến bản thân mình, đúng không nào? Rồi, rồi bạn sẽ thành công thôi, mình tin là vậy. Mình sẽ dừng tụ bài tụ 1 của các bạn tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ mình. Ok, bye bye các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người chọn hè phong bao Tết Phú Quý. Đây là trả bài của các bạn cho câu hỏi: sứ mệnh của bạn là gì? Sứ mệnh của bạn trong kiếp này, trong cuộc đời này là gì? Mình sử dụng bài Oracle, bài cây và bài Tarot trong trả bài này. Bài Tarot nhá, mình sẽ nói 4 lá của bạn. Cả 4 lá đều rất đẹp. Ok. Đầu tiên là chúng mình có The Sun, mặt trời. Chúng mình có Temperance, ok. Chúng mình có Ace of Swords và chúng mình có Ace of Pentacles. Hai Ace liền. Mình sẽ nói qua, miêu tả qua về bạn. Bạn là một người may mắn đi. Cũng không ngạc nhiên nếu mà đã có ai đó nói với bạn rằng là bạn là sinh ra ngậm thìa vàng. Bạn sinh ra ngậm muỗng vàng, hoặc ít nhất là thìa bạc, hoặc thậm chí là thìa kim cương. Nhưng nhìn chung bạn là một người sinh may mắn từ trong trứng. Có thể là bạn có một ngoại hình rất là đẹp, hoặc có thể là bạn sinh ra đã rất là thông minh, hoặc có thể bạn sinh ra trong một gia đình vốn đã rất là giàu, có truyền thống hiếu học, một gia đình gia giáo với kiểu khả năng kinh doanh kiểu như là tập đoàn lớn ấy. Vậy thì sao? Vậy sứ mệnh của bạn là gì? Đơn giản thôi, tiếp tục tỏa sáng. Ok. Mình cảm thấy là bạn là một trong những cái người đã đi qua nhiều kiếp. Bạn hiểu ý mình không? Vậy nên đến cái kiếp này là cái kiếp gần như là cái kiếp hưởng thụ của bạn đó. Bạn đã học hỏi được rất nhiều thứ trong các kiếp khác rồi. Bạn đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm rồi. Và đến cái kiếp này thì gần như là bạn có gần như mọi thứ trong tay. Gần như mọi thứ. Vì sao mình nói gần như mọi thứ? Bởi vì bạn ấy, trong kiếp này ấy,
Cái lá Oracle này nói về cái việc gì? Nói về cái việc là bạn phải đi chữa lành cho người khác đấy. Hoặc là chữa về mặt thể chất, làm bác sĩ, y tá, làm hộ lý, làm nói chung là liên quan chữa lành thể chất. Nếu không thì phải là chữa lành linh hồn. Ok, tâm hồn. Mà bạn phải làm một công việc gì đấy nó từ thiện, nó đẹp như thế. Có nghĩa là làm sao dù bạn giàu đến mấy thì bạn sứ mệnh của bạn là đi từ thiện. Bạn phải để cho người khác thấy mình giàu như thế nào qua từ thiện, chứ không phải là qua cách bạn mua đồ đắt tiền, mua hàng hiệu, phung phí tiền. Bạn xinh đẹp như thế nào thì bạn phải sử dụng nhan sắc đó. Ví dụ như bạn thi thi hoa hậu, xong từ khi mà bạn lên chức hoa hậu rồi thì bạn sẽ làm những cái hoạt động công tác xã hội, gọi nâng cao ý thức của mọi người về việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, rồi kiểu đấy kiểu như thế, hoặc là không săn bắt động vật hoang dã. Nói chung là bạn trong kiếp này bạn nhá phải sử dụng những cái thứ bạn có, những cái thìa vàng của bạn ạ. Trước đây thì bạn ngậm, có thể là trong các kiếp trước bạn ngậm khư khư giữ lại nó, thì kiếp này bạn phải mở mở miệng ra và bạn phân phát cái đó cho xã hội. Dĩ nhiên không ai nói là bạn bạn kiếm được 10 thì bạn phải phân hết 10. Bạn hiểu ý mình không? Nhưng mà kiếp này ấy, bạn tỏa sáng nhất khi mà bạn làm thứ gì đó có ích cho xã hội. Ok. Thứ gì đó có ích cho xã hội. Dù là bạn xinh đẹp, dù là bạn thông minh, dù là bạn nhiều tiền, bạn tỏa sáng nhất khi bạn được cống hiến cho xã hội mà không mong chờ được trả lại. Mà không mong chờ được được gọi là hồi đáp. Bạn làm từ thiện, có thể là bạn không làm trên mặt báo mà bạn làm không công khai, nhưng dù dù bạn công khai hay không á thì bạn chỉ có thể cảm thấy được cái năng lượng tích cực. Bạn chỉ cảm thấy được bản thân khi mà qua các cái hành động gọi là vì nhân loại, vì con người, vì xã hội. Ok. Chứ còn nếu mà bạn sử dụng nhan sắc của mình, tiền của mình, tư duy, trí tuệ của mình phục vụ cho bản thân bạn là bạn không vui đâu. Là cái cuộc sống này nó sẽ không êm ả đâu. Nghĩa là ấy, mình nói thế này này. Thật ra mỗi người ấy là sẽ có một cái con đường đúng đắn nhất, con đường gọi là phù hợp nhất dành cho bạn. Thì làm thế nào để biết, cái này là kinh nghiệm cá nhân, mình chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thôi, làm thế nào để biết đâu là cái con đường phù hợp nhất cho mình? Thì trước hết là mình mới đầu không biết thì mình cứ thử các con đường khác nhau. Và khi mà mình thử đúng cái con đường mà phù hợp với mình ấy, thì ngay từ những lần đầu tiên, ngay từ những bước đầu tiên mình đã cảm thấy có gì đó bị cuốn hút thu hút vào, trái tim mình biết, trực giác mình biết. Mình cảm thấy vui vẻ ngay từ những bước đầu tiên. Và bởi vì mình vui vẻ, mình có đam mê với nó, thế nên là khi mà trên cái con đường đấy mình cứ như cá gập nước ấy mà. Mặc dù thì các cụ có câu vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà thật sự khi mà bạn đã vào đúng cái con đường rồi thì mọi mọi sự nó xuôi từ A đến Z. Người ngoài giúp đỡ bạn, những cái cơ hội tự dưng nó mở tới cho bạn. Bản thân cũng rất là vui vẻ và yêu thích cái con đường mình đang đi. Đây là chia sẻ cá nhân nho nhỏ thôi, để cho bạn nào còn đang loay hoay với con đường của bản thân. Ok. Nhưng nói chung là mình rất là thích tụ hai. Các bạn có thể là các kiếp trước là các bạn đang đi tích lũy khả năng, tích lũy kiến thức, tích lũy tài năng để kiếp này các bạn sử dụng nó để các bạn sống vì người khác. Ok. Nhớ cho mình nhá, tỏa sáng nhất, thực sự chỉ tỏa sáng nhất khi mà bạn sống vì người khác thôi. Đây là the sun, và chúng ta hình có hình hai người ôm nhau. Khi bạn giúp đỡ người khác, khi các bạn ôm lấy người khác, lá lành đùm lá rách, thì lúc đó thực sự bạn mới cảm thấy, lúc đó mới là khi các bạn bạn đang tỏa sáng, đó mới là cái sứ mệnh thật sự của bạn. Được chưa nào? Rồi chắc mình sẽ dừng tụ hai tại đây. Cảm ơn các bạn tụ hai đã lắng nghe và ủng hộ mình nhé. Bye bye.
Xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những người chọn bao Tết an khang và đây là trải bài của các bạn cho câu hỏi: sứ mệnh của bạn là gì? Hoặc là sứ mệnh của bạn trong kiếp này, trong cuộc đời này. Mình sử dụng hai bộ bài. Bộ bài Oracle, bài cây mình sẽ giải thích sau. Và bài Tarot. Trong trải bài này, Tarot thì chúng mình có lá King of Swords, vua kiếm, Justice, ok, Six of Wands, 6 gậy, và Four of Swords, 4 kiếm. Vậy thì sứ mệnh của bạn trong kiếp này là thành vua. Cả Six of Wands và 6 kiếm, và vua kiếm nhá. Ok, đều nói về việc là sứ mệnh của bạn, bạn phải trở thành một cái người được người khác ngưỡng mộ. Bạn phải trở thành một cái người đứng đầu, đứng trên đỉnh quyền lực. Ok nào. Nghe thì cũng to tát, hoặc nếu không đơn giản là bạn phải trở thành leader, người tiên phong, người dẫn đầu xu hướng. Được chưa? Bởi vì á, trong cái đầu của bạn ấy, nếu mà mổ đầu bạn ra, mổ não bạn ra, cực kỳ nhiều ý tưởng hay ho, cực kỳ nhiều kiến thức lạ. Có thể là bạn rất là thích đọc những cái kiến thức nó lạ. Ví dụ như là bạn thích đọc về huyền học này, chiêm tinh, bài tarot, những cái kiến thức mà nó không đại trà, không phải ai cũng biết. Hoặc là nói chung là các kiến thức lạ. Mà thế nên là bạn phải làm một cái gì đó đặc biệt. Nhờ cái đầu của mình, nhờ cái kiến thức của mình, bạn, sứ mệnh của bạn là được vinh danh, được ca ngợi nhờ cái đầu của mình. Mình thấy nói chung cái đầu của bạn chả hiểu sao mà mình cứ hiện lên cái hình ảnh là cái sự thông minh, cái tư duy, cái đầu, là cái não, bộ não rồi cái đầu. Và bạn cần phải được vinh danh, cần phải được mọi người tôn trọng, mọi người quỳ rạp xuống chân bạn vì điều đó. Ok. Mình cảm thấy có thể là trong kiếp trước á, lý do vì sao bạn như thế này là bởi vì có thể trong kiếp trước bạn đánh giá thấp năng lực tài năng của bạn. Bạn hơi đánh giá thấp nó. Bạn có nghĩa là dường như là bạn thích một cái gì đó nhưng mà bạn lại không chịu đào sâu. Mặc dù bạn có khả năng đào sâu nhưng mà bạn không chịu đào sâu nó. Mặc dù cái đầu óc của bạn nhá, dùng để đào sâu một cái kiến thức chuyên môn nào đó, mình nhớ mình nhá, kiến thức chuyên môn, kiến thức mà khó ấy, đó, nhưng bạn không chịu làm. Tóm lại mình thấy bạn là cái kiểu người một khi mà đã học một cái kỹ năng nào đó, chỉ có giỏi thôi, nhưng vấn đề là bạn không chịu học. Có thể bạn hơi lười. Thế nên sứ mệnh của bạn ạ, trong kiếp này ạ, là bạn phải học, bạn phải thành thạo một loại kỹ năng và khiến cho mọi người quỳ rạp xuống chân bạn vì cái kỹ năng đó. Lấy ví dụ nhá, có thể là bạn thích, có nghĩa là trước đây bạn hơi có cái xu hướng là nửa vời, cái gì cũng biết, cái gì cũng thích, mỗi thứ học một tí. Thành thử ra là bây giờ số phận đưa đẩy, nghiệp chướng rồi nhân quả bắt bạn phải học cho sâu vào, học cho đến nơi đến chốn một loại đi, đừng có mà cùng một lúc học hai trường đại học rồi cùng trả trường nào ra hồn nữa. Giả sử bây giờ bạn đang thích hai thứ, bạn đang thích chiêm tinh là một, và bạn thích học tâm lý học là hai, cái này nó cũng hơi khác nhau đúng không? Nhưng mà thời gian thì có hạn. Bạn chỉ có 24 giờ một ngày như mọi người khác. Bạn cũng là con người, bạn không bất tử. Bạn sống đến tầm 5, 70, 80 là căng. Bạn cũng phải ngủ, phải tắm, phải ăn, phải giặt. Một ngày thì cũng phải ngủ 7 đến 8 tiếng. Tính ra là một ngày nếu mà bạn muốn làm việc thì cũng 8 đến 10 tiếng. Đó. Tóm lại quỹ thời gian thì có hạn, năng lượng cũng có hạn. Tại sao lại ôm đồm thích lắm thứ thế? Tôi hỏi bạn đấy, tại sao lại ôm đồm thích lắm thứ thế? Chọn một thôi nhá. Kiếp này chọn một. Mình biết đầu óc của bạn là rất là cao siêu rồi, không bàn tới cái chuyện cái bộ não của bạn sáng dạ thế nào, chắc IQ 200 cao hơn cả Einstein. Nhưng mà chọn một thôi, đến anh Einstein thì cũng giỏi nhiều, nhưng mà thôi, không, người ta là
người ta người ngoài hành tinh rồi, mình là người trái đất. Người trái đất thì chỉ nên học một thứ. Nếu mà bạn đã theo huyền học, theo chiêm tinh thì bạn theo đến cùng. Và mình nói cho bạn nghe, một khi mà bạn đã chọn một cái gì đó để theo đến cùng thì mình nói rồi, cả thế giới sẽ đổ dạp xuống chân bạn. Bởi vì bạn sẽ trở thành cái người giỏi nhất trong cái lĩnh vực mà bạn chọn. Nhưng mà chỉ một thôi. Không được tham. Ok? Cái gì cũng được, bạn học chuyên sâu cái gì cũng được, nhưng mà bạn sẽ trở thành cái người giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Có một số bộ phận các bạn đang nghe tụ ba nhá, thì có thể là nó các cái kỹ năng đó nó không liên quan đến đầu óc, mà có thể nó sẽ là liên quan đến tay chân, như là thể dục thể thao, trang điểm rồi vẽ, nói chung là kỹ năng gì đi nữa, bất cứ kỹ năng gì, không nhất thiết là phải là đầu óc học hành nhá. Tóm lại là bất cứ kỹ năng gì, bạn học cho kỹ cho mình, học sâu, học 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 chuyên sâu càng tốt, bạn sẽ trở thành cái người đứng đầu. Còn nếu mà bạn học hai ba thứ trở lên thì thì mình biết là bạn thích nhiều. Thích nhiều là bởi vì não của bạn nó nhảy liên tục, nó nhảy số liên tục. Hơi đa nhân cách tí. Năng lượng của song tử, song ngư ở đây. Ok. Hôm nay cả ba tụ đều rất là đẹp. Cảm ơn các bạn tụ ba đã lắng nghe và ủng hộ mình. Chắc là mình sẽ dừng tụ của các bạn tại đây. Ghi nhớ cho mình, học một thứ thôi nhá, và cả thế giới sẽ quỳ rạp xuống chân bạn. Ok, xin chào tụi ba. Tạm biệt các bạn. Bye bye.